Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước trước thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là máy phát điện của Hồ Vô Silo Trúc. Với cái dòng mà máy hôm nay em giới thiệu tới mọi người là hàng liên doanh cao cấp mới 100%. Dòng này thì còn nó có thiết kế là hai chân bắt, đây anh em có thể nhìn nhé. Đây, đây chính là hai cái chân bắt vào lốc máy của nó đây. Phía đuôi của nó đây chúng ta từ camera thì có thể nhìn thấy này, phần phía trong đó là diode này, đây là IC. Cái đời này của nó thì là IC của nó là chạy bản 4 rắc anh em nhé, hai rắc đối nhau đây. Đây là hàng được kiểm tra rất là kỹ càng và hàng liên doanh cao cấp, nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như thời gian sử dụng. Với cái dòng sản phẩm này thì dây cura của nó là chạy bản BK, đây em sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 5BK thì nó sẽ rơi vào là 5 rãnh nổi là 6BK, và cánh quạt để tải nhiệt thì nó được thiết kế bên ngoài chứ không phải bên trong như một số dòng khác. Đây anh em có thể nhìn thấy này. Đấy. Máy được thiết kế với được liên kết với nhau hai thân đây, qua những con ốc này, một thân đuôi và một thân đầu. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái máy phát điện của Hổ Vồ Silo Trúc. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.